Bốn mô hình giống như thế này đã được lắp đặt ở khắp Rome và gần bốn vương cung thân đường chính của thành phố. Chúng được gọi là những điểm chăm sóc sức khỏe, nơi những người vô gia cư của thành phố được khám bệnh hoàn chỉnh và miễn phí. Đây là một trong những sáng kiến được quảng bá bởi Vatican nhân ngày Năm Thánh dành cho bệnh nhân. Ở đây chúng tôi có mọi thứ cần thiết để phòng ngừa bệnh ung thư ở nữ giới. Họ có thể làm xét nghiệm tế bào cổ tử cung, chụp nhũ ảnh, siêu âm họ còn được tiêm vaccine để ngăn ngừa bệnh viêm phổi. <laughs> sống ở ngoài đường, ngủ ngoài trời vào mùa đông, bệnh viêm phổi là nguyên nhân chính dẫn đến tử vong. Chúng tôi cho họ tiêm vaccine để ngăn ngừa bệnh đó trong vòng 5 năm. Chúng tôi đặc biệt dành cho người lớn tuổi, những người dễ bị tổn thương nhất. Phần đông bệnh nhân tìm đến khám là những người tị nạn từ những trung tâm từ thiện, số khác đến một mình và sống trong tình trạng bị bỏ mặc hoàn toàn. Việc này quá tốt đối với tôi, vì tôi không có tiền đến khám ở bệnh viện. Đã hai năm rồi tôi chưa đi khám bác sĩ. Tôi sống trong một ngôi nhà bị bỏ hoang. Nó tồi tàn nhưng ít ra không bị rột ở bên trong. Đỉnh điểm của ngày năm thánh dành cho bệnh nhân chính là thánh lễ và chủ nhật được cử hành bởi Đức Giáo Hoàng. Bốn điểm khám sức khỏe sẽ hoạt động cho đến cuối ngày năm thánh dành cho bệnh nhân. 250 tình nguyện viên sẽ thay phiên nhau trực từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối đây là một cử chỉ tốt làn đáng chú ý trong năm tháng lòng thương xót